e-commerce, tech về e-commerce, retail và rất là nhiều thứ về vận hành bán lẻ của sản phẩm, của công nghệ. Đây là nhiều thứ lắm. Nếu mọi người mà làm cái này hiểu rất là sâu. Rồi chia sẻ thứ hai là hiện tại công ty vẫn đang thiếu nguồn lực, cho nên anh em nào có nhu cầu thì có thể đến cái trang tuyển dụng. Anh vẫn đang tuyển, nhưng mà anh không phải là người quấn đi phỏng vấn các bạn, mà là một bạn khác, đó là sếp quan, có hai job. Rồi cái chia sẻ và giới thiệu tuyển dụng, hân hạnh được gặp quen với mọi người, và biết đâu trong buổi hôm nay cái ngày mai có bạn quá trời bạn gửi CV. Ok, có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Tại đâu rồi? Em thì mới được công ty chạy về. Vậy hả? Có niềm vui gì mới không? Có những cái gì đang gặp khó khăn trắc trở gì không? Thì anh ngồi đây anh chia sẻ luôn cho. Chắc đâu ra. Nhiều khi môi trường test mà không ra bất, nhưng mà lên production thì nó lại ra bất. Trời ơi, đó là bình thường luôn. Mà thường là cái em sẽ gặp chuyện đó là rất thường xuyên. Mà mình phải hiểu là cái đó là bất hay là defect. Tại vì khi mà trong quá trình mà người làm á, các bạn hay bị gặp một cái câu chuyện là cứ hễ cái gì mà lỗi là bất, là user báo bất, là khách hàng báo bất, là đồng nghiệp báo bất hay gì. Giống như là bất là một cái chữ quá quen thuộc. Thì đúng, chúng ta ai cũng đều sẽ gặp qua cái câu chuyện đó là bất. Tuy nhiên khi mà mình đứng ở vị trí là một người hiểu về software life cycle, hiểu về vòng đời của một con bất, thì chúng ta cần phải biết là bất do đâu sinh ra. Nó là do là user, thao người dùng, người ta thao tác khác với lại so với lại cái tài liệu mô tả của mình. Họ làm ra những cái nguồn input nó lưng ta lưng tinh gì đó. Cho nên nó sẽ xảy ra cái chuyện là bất. Thì cái đó không, mình sẽ không gọi đó là bất, mà mình gọi đó là defect. Tức là một cái nguồn cơn nào đó hoặc nguyên nhân nào đó tự nhiên nó làm khác với lại so với cái user mong đợi. Giống như là user báo bất là sau kết nối vô cái phần mềm không được, cái này không phải là bất, mà cái này là chúng ta phải hiểu đó là defect, là do là ở bạn user đó có bật wifi chưa, bạn user đó có login tài khoản vô chưa, hay bạn user đó có một cái gì đó vô được trang web hay không, thì chúng ta sẽ phân biệt bất và defect. Rồi, thì để mà giải quyết chuyện đó thì khi mà em lên rổ sân mà em đã bị bất rồi á, thì không, QC là người bị nắm đầu chửi đầu tiên. Điều đó là điều chắc chắn luôn. Và không cách nào chúng ta né được. Tại vì vai trò QC có thể là thấp nhưng cũng có thể rất là quan trọng, tùy theo từng công ty, từng cái mô hình và từng cái môi trường. Ví dụ như là trong team của anh thì team QC vẫn đang rất là strong. Lý do là QC là người test rất là sâu về hệ thống, test rất là chắc về hệ thống và hiểu cực kỳ rõ về flow vận hành của sản phẩm thế nào. Có thể họ chỉ đứng sâu về BA thôi, tại BA là người tiếp nhận nguồn input từ khách hàng là mong đợi ABC các kiểu, nhưng mà để hệ thống nó chạy chân chu và hệ thống nó chạy đúng với lại tài liệu mô tả thì QC là người strong nhất. Nhiều khi mấy bạn dev mới vô á, cỡ như là senior hay là junior vô, có nhiều cái flow mấy bạn còn chưa nắm hết nữa, QC mình hiểu nó xảy ra như thế nào luôn và sẽ support luôn cả bạn dev. Trời, thì một vài chia sẻ chơi chơi thôi. Anh cũng có một số cái nữa mình, thậm chí trong quá trình anh làm ngày xưa anh còn phải làm một cái
Nó ra một cái gu Excel là QC chân kinh của anh. Nó là những thứ mà trong những anh đi làm rồi tích lũy rồi lụm lặt các thứ trên mạng, đọc qua đọc lại đọc tới đọc lui, cuối cùng thấm thấm được một số cái chiêu trò rồi thủ thuật hay là các kiểu đó, đó là cái anh chia sẻ. Đó, các bạn nào muốn chia sẻ gì nữa không? Còn không thì anh sẽ vô cái title mà hôm nay mình làm webinar. Bia thì chắc là vô sau bạn sẽ chia sẻ thêm. Tuy nhiên cái này là gấp quá nên anh cũng không có làm cho nó chuẩn chỉnh được. Thì có chỗ nào các bạn không hiểu hoặc là mình cần một cái gì đó chia sẻ hay là muốn đặt câu hỏi thì anh sẽ trả lời ngay. Rồi, mọi người trên màn hình có thấy rõ nội dung không? Dạ có thấy nha anh. Rồi, trong chúng ta hiện tại mình đang năm nay, năm ngoái và năm nay là một giai đoạn khủng hoảng của mảng IT. IT ngày xưa là vua của mọi nghề, lương người đó cũng cao rồi tùm lum tà la, nói chung là được săn đón dữ dội lắm. Nhưng mà bây giờ là IT của layoff thì khổ nhất là các bạn sinh viên hiện tại và các bạn có cái kinh nghiệm dưới một năm thì các bạn sẽ bị chơi với là liệu hôm nay mình ngồi đây nhưng mà ngày mai nhiều khi mình bị layoff thì sao, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cái tinh thần như thế nào để tiếp bước đi tiếp, và trong quá trình chúng ta bị thất nghiệp và chúng ta có việc lại thì làm sao để mình hiểu công việc của mình, công việc mình sẽ làm là gì, cái domain mình sẽ làm công việc đó là gì, rồi làm sao để trong 2 tháng đó mình qua được cái giai đoạn thử việc. Thì hiện nay trên Việt Nam mình á, cũng nhiều công ty outsource rồi cũng có nhiều công ty về product, nhưng mà cái mảng mà hiện tại đang ổn nhất á, là mấy cái mảng liên quan tới e-com, finance với lại retail. Logistics cũng là một phần, nhưng mà logistics thì phải làm những công ty liên quan tới product thì sẽ ngon hơn. Còn làm outsource hơi chua á. Rồi, title để vô vấn đề thì anh sẽ nói về cái công việc của anh luôn. Là khi mà anh làm ở Kiên Phước á, để mà giai đoạn mà tiếp cận công việc nhanh của mình á, thì anh phải biết là ở siêu thị ở Kiên Phước họ sẽ làm về cái domain nào. Thì trong quá trình làm mình tìm hiểu mình biết Kiên Phước là làm bên retail, làm bên e-commerce, thì mình có thể bằng cách nào mình lên mạng mình search search Kiên Phước, đúng không? Đó, mình sẽ thấy được trang web là ví dụ như là hay là Ahamu. Đây là mảng về logistics hay là ví dụ như là giao hàng nhanh. Ví dụ một những công ty mà các em liên kết các em join vào thì chúng ta phải hiểu là cái lĩnh vực chính của công ty mình đang làm là gì, để mình có thể trước khi mình vào á, mình cũng đã biết được cái core sản phẩm rồi cái công việc và cái product của công ty đang hướng là gì. Lúc đó chúng ta sẽ thu thập tài liệu, hỏi các anh em đi trước, hỏi những đồng nghiệp bạn bè mà biết về mảng này, họ cho mình một nửa nửa tiếng là hoặc là 1 tiếng là mình cũng đã hiểu được hết cái quy trình vận hành của một cái công ty và một cái sản phẩm mà mình sẽ làm. Rồi, đây là 6 cái tip mà chúng ta sẽ cần phải chắc chiêu và chúng ta phải hiểu để khi mà đụng vô cái là chúng ta sẽ quyết được. Đầu tiên là khi mình apply vô thì mình sẽ biết là cái vị trí mình làm việc là gì,
Đừng đừng có nghĩ là title là bự nha, cứ title là leader hay title là junior middle thì vô đó là mình khi mà mình phỏng vấn là mình đã được trao đổi và biết được cái công việc mình vô trong làm là gì. Ví dụ mình vô mình làm junior thì mình sẽ không thể nào làm những công việc của mấy anh cấp level senior là phân tích tài liệu, phân tích về công nghệ hay là phân tích về requirement. Nhưng mà mình vô mình junior mình có thể hiểu là vô mình được giao một cái task, test một cái chức năng, một feature nào đó thì đọc hiểu và xác định được nhiệm vụ chính của mình làm gì để giải quyết nhanh gọn lẹ đúng với là cái vai trò của mình. Không cần là chúng ta phải cố gắng là biết quá nhiều quá sâu. Những công ty hiện tại là theo thuần về tư bản luôn, họ chỉ quan tâm là hiện tại tôi đang thiếu một bạn tester, thì vô trọng mình chỉ làm vô là tester và mình sẽ làm cực kỳ strong về vai trò tester đó. Mình không cần phải lan man qua quá nhiều về những thứ gọi là hiểu thêm về BI, hiểu thêm về automation, không cần thiết. Hãy làm đúng trách nhiệm, đúng vai trò và luôn luôn hoàn thành được tốt công việc hiện tại qua mỗi ngày làm việc. Đó, đó là đọc kỹ mô tả công việc và xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện. Rồi, khi mà chúng ta câu cái thứ hai là đừng ngại đặt câu hỏi vì sao. Hay ngày đầu tiên đi làm chúng ta thường là sẽ bị rơi vô tình huống gọi là ít nói, rụt rè, hay là cũng chưa có ai để có thể tiếp xúc. Vậy thì làm sao để mình có thể trao đổi được người ngồi kế mình, đồng nghiệp ngồi kế mình, đó là người mình sẽ tiếp cận đầu tiên và nhanh nhất. Người thứ hai đó là người leader của mình, đó là hai người đó, và người thứ ba đó là bạn HR. Thì những cái bạn đó là những cái bạn sẽ luôn tương tác với mình trong ngày đầu làm việc để mình hiểu nhanh nhất có thể về quy trình của công ty, về cách thức vận hành của công ty và những cái nghiệp vụ mà công ty đang thực hiện. Không hiểu cứ hỏi, đừng ngại đặt câu hỏi và đừng rụt rè. Tại vì chính vì cái rụt rè như vậy á thì cái người sếp của mình hay là cái người mà đồng nghiệp họ cũng không biết mình làm gì, rồi mình muốn cái gì và mình như thế nào. Nên mới có câu gọi là phải biết chỗ ngứa mới gãi được, chứ còn không có lan man. Giống như là hay là học với lại học An á, mọi người cứ để An nói một loạt, nó hoài nó dài nhưng mà cuối cùng cứ nghe thôi đâu có biết là gì. Chúng ta phải luôn tương tác, tại vì cái tương tác và đặt câu hỏi á nó sẽ giúp mình nhớ dai hơn và giúp mình giải quyết ngay đúng vấn đề mà mình đang gặp. Đó, vì thế đừng ngại đặt câu hỏi, luôn luôn đặt câu hỏi để giải quyết vấn đề. Rồi thứ ba như vậy thôi, phải làm quen với đồng nghiệp. Cái mối quan hệ với đồng nghiệp cực kỳ quan trọng, tại vì á cái mối quan hệ nó tốt thì chúng ta sẽ không bị bỏ rơi, chúng ta không bị cô đơn. Em có thể đặt môn có thể đặt một cái câu chuyện vui. Ngày đầu tiên đi làm được một số công ty thì họ sẽ cho em ăn buổi cơm trưa, miễn cơm trưa ngày đầu của nhân viên mới, đúng không? Nhưng mà nếu đặt câu chuyện nếu mà không có thì sao, em phải tự đi ăn mừng hả? Ngày đầu tiên đi ăn mừng là đảm bảo mấy ngày sau cũng đi ăn một mình à, không ai rủ mình đâu. Thì tương tác cũng là một cách xây dựng mối quan hệ để buổi trưa mình có bạn rủ mình đi ăn chung. Và những đi ăn chung như vậy đôi lúc nó sẽ giúp cho mình là thắt chặt cái mối quan hệ và quen là những đồng nghiệp đó và những đồng nghiệp khác lân cận. Còn nếu không chúng ta sẽ rơi một tình huống gọi là chúng ta bị cô đơn trong một cái bộ máy vận hành. Vì thế làm quen với đồng nghiệp cực kỳ quan trọng trong một tuần đầu tiên để tạo dựng mối quan hệ tốt, và những người đó họ sẽ để ý mình một chút, họ sẽ giúp đỡ mình nó nhanh hơn thay vì là mình tự cô lập bản thân mình ra bằng cách mình không tương tác. Hãy cố gắng nỗ lực trong giai đoạn này làm quen với đồng nghiệp. Rồi trong cái thời gian đó, làm việc giai đoạn đầu hãy cực kỳ chỉnh chu về thời gian làm việc và tác công việc
và thậm chí là phải có một cái sự strong về cam kết thời gian hoàn tất công việc của mình. Vì sao? Không không có ai mà trong những 1 tháng đầu, 2 tháng đầu mà thấy bạn có dấu hiệu đi trễ, hay là những 1, 2 tháng đầu bạn có dấu hiệu về sớm. Khi mà chúng ta đã xác nhận chúng ta nhận một công việc rồi, thì chúng ta hãy đặt 8 tiếng làm việc đó là 8 tiếng làm việc, và không có để mà ai người ta nhận mình là đang mình làm đang làm việc riêng, hay là mình đang một cái gì đó trước mắt màn hình mình chỉ có công việc là công việc. Thì khi mà mình ngoài giờ làm việc không ai nói được mình gì mình hết, tại vì trong 8 tiếng đó mình đã làm hết năng suất của mình đã làm đúng những cái việc được sếp giao, và những công việc đó nó đã mang đến cho mình một cái giá trị gọi là tôi nói được, tôi làm được đúng thời gian làm việc của tôi. Đó, đây là cái thứ tư, quản lý thời gian hiệu quả. Ai mà anh đi làm mà anh thấy bạn nào mà ngồi kế mà hay bấm điện thoại hay là ngồi lướt lướt là anh thấy bắt đầu dấu hiệu là anh thấy chán chán rồi đó. Nên trong thời gian làm việc cực kỳ quan trọng. Rồi, chủ động tham gia các công việc nhóm. Chúng ta càng tương tác với lại nhóm, dường như là nhóm này, nhóm kia, nhóm kiểu, thì khi mà tương tác như vậy á, là chúng lâu lâu mình lên mình làm việc mình sẽ được tag tên. Tag tên nó giúp một cái là người ta đang chú ý tới mình đó, là người ta đang là những người đồng nghiệp khác người ta nhớ tới mình. Ví dụ một công ty có 1.000 người, đảm bảo luôn mình không bao giờ mình nhớ hết tên đâu, nhưng mà tự dưng mình tương tác với nhiều nhóm mình hòa thuận là tự dưng bạn đó nhớ tới mình hoài. À, là gõ chữ lớn, ví dụ như mình sẽ làm trên Telegram đúng không, bạn gõ chữ Amok có chữ An cái đi là ra cái tên đầu tiên luôn, tại vì đó một thói quen và giúp cho mình luôn luôn là được người ta nhớ tới mình và giúp cho mình hòa nhập nhanh với lại môi trường làm việc. Rồi, rồi cái thứ năm và cái thứ sáu, phải nắm vững và hiểu và phải tìm hiểu cực kỳ chắc cái cách sử dụng hệ thống làm việc của mình. Ví dụ một số công ty hiện tại đang áp dụng mô hình Agile Model, thì chúng ta phải hiểu hệ thống làm việc của Agile thế nào, chúng ta phải học rất là lẹ. Hoặc là ví dụ công ty, một số công ty họ sử dụng về Jira, trong đây có nhiều bạn sẽ không biết Jira hoặc là các bạn chỉ xài quen quen, nhưng mà chúng ta phải học rất là lẹ, trong ngày đầu tiên phải hiểu Jira là gì luôn, và chúng ta phải tương tác với nó và thuần thục nó từ ngày hôm sau. Đó gọi là gì, hiểu rõ cách sử dụng hệ thống làm việc để mình không mất quá nhiều thời gian trong việc gọi là mình phải đi kiểm, mình phải đi hỏi này hỏi kia về cái quy trình làm việc rồi cái mô hình làm việc hoặc là cái tool mình đang sử dụng, vô lại làm và start ngay để sếp thấy là, để sếp mình á, leader của mình họ thấy được là mình có khả năng nắm bắt được công nghệ nhanh nhất, có thể nắm bắt được đầu việc nhanh nhất để ông sếp ông còn giao việc cho mình. Chứ còn mà mình còn đang trong quá trình em chờ em đọc tài liệu, chờ em hiểu vấn đề này thế nào, rồi đảm bảo luôn mấy hôm sau cái con khác nó nhận cái task vẫn làm. Rồi, đây là cái tip, 6 cái tip để mọi người có thể bắt kịp và hiểu nhanh về cái công việc của mình trong 2 tháng thử việc ha. Rồi, một số cái để rõ hơn vai trò của mình và hiểu công việc, thì luôn luôn nhớ, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Không có nghĩa là người ta truyền đạt mà mình nghe xong cái mình không nhớ gì luôn. Chắc chắn mình sẽ không bao giờ mình nhớ hết 100%, nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo là mình nhớ được tối thiểu 20% trong những thứ đó, và những cái thứ khác mình đặt lại câu hỏi và mình phải mô tả là cái hiểu của mình có đúng ý với lại cái người truyền đạt hay không. Vì sao? Khi mà mình hiểu và mình tương tác như vậy á, là có nghĩa mình đã tạo cho người truyền đạt cho mình là tôi đang rất là chú trọng và lắng nghe những lời truyền đạt của anh để chúng ta cùng hiểu nhau, và tôi mới làm được đúng cái điều anh mong chờ ở tôi như thế nào. Vì thế, thông tin truyền đạt và tiếp nhận luôn là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng giúp mình tiến bộ. Đó là kỹ năng, nhắc lại, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, không hiểu, đặt lại câu hỏi và đưa cái suy nghĩ của mình có đúng ý với lại cái người truyền đạt hay không. Rồi, cái ngày đầu tiên sẽ rất vất vả, tại vì
Như lúc nãy anh nói, chúng ta phải tiếp nhận một cái lượng kiến thức cực kỳ lớn. Cái ngày mà anh bước vô siêu thị Tân Phú anh làm là anh tiếp nhận từ hệ thống, từ mua hàng, giao hàng, bán hàng, chuyển hàng, hủy hàng, rồi giao giao hàng, scan mã barcode, giao hàng lên xe, rồi quét mã, rồi test mã barcode đó về hệ thống, rồi tạo mã barcode, rồi tạo sản phẩm, rồi tùm lum các kiểu. Giai đoạn đó cực kỳ khủng. Một ngày thời điểm đó anh làm là một ngày 12 tiếng đồng hồ để hiểu hết sản phẩm. Và đó là một giai đoạn khủng khiếp nhất. Nhưng mà khi mình vượt qua được, tự nhiên cái thấy là thời gian đó là thời gian hạnh phúc của mình. Tại vì nhờ nó mình giờ nắm vô là thấy đâu là biết đó là vấn đề gì xảy ra luôn. Tại vì nó chưa kiểu như là mình đã được trải nghiệm, mình đã được thực thực chiến với nó. Cho nên là đụng đâu là làm được hết, không có sợ. Đó. Thì như chỗ này hay luôn nhớ, khi bắt đầu công việc đừng có bị áp lực rồi là quá nhiều thứ nguồn thông tin nó đổ vô mình. Giai đoạn đó mình vượt qua được là bình thường hóa vấn đề luôn, sau này em làm gì cũng được. Hãy nhớ đó. Hãy cứ đặt mình thấy cái bình thường, mình không hiểu kịp thì mình nốt lại và mình đọc lại, hiểu, không hiểu hỏi tiếp. Làm sao cho mình là mình biết được là cái luồng nguồn input đầu vào là cái nguồn thông tin mình tiếp nhận và cái nguồn thông tin mình phản hồi lại đúng mắp, được mapping với nhau giữa hai người nói chuyện, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta lạc lối. Chúng ta sẽ luôn bám sát được công việc, chúng ta sẽ bám sát được cái ý muốn của cái người giao việc cho mình. Chứ không anh em mình sẽ hay bị câu chuyện gọi là bị lạc vô rừng và không biết lối ra. Rồi. Cái thứ hai là thời gian thích nghi cho công việc mới. Nói thì nói vui, có một số bạn là em phải mất tới một tháng em mới thấm nhuần được hết công nghệ của công ty, em mất tới 2 tháng em bắt đầu mới quen việc. Nhiều khi tháng đầu một tháng thôi em bay màu rồi. Tại vì giờ là cái mảng IT này phải học rất là lẹ và học rất là nhanh luôn. Nếu mà chúng ta mà không có sâu sát và chúng ta không có đặt đây là một cái việc làm quan trọng thì chúng ta không bao giờ làm, chúng ta làm được việc nào khác hết. Do đó là phải luôn thích nghi nhanh với lại công việc của mình. Để làm gì? Để khi được giao tác chúng ta không có bị bối rối và luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận những cái thứ mới và luôn luôn sẵn sàng khi được giao một cái gì đó nhận và làm một cách có hiệu quả. Rồi, thời gian thích nghi anh đảm bảo trong vòng 1 tuần là chúng ta đã phải hiểu và chúng ta start ngay từ tuần thứ 2 rồi. Không cần phải chờ. Ở trong công ty anh hiện tại là các bạn mất 3 ngày là ngày thứ tư là bắt đầu là triển khai là nhận tác làm luôn rồi. Và càng làm nó đầu là sẽ tự học tiếp trau dồi. Chứ không có đợi phải là ngồi đọc tài liệu rồi hiểu tài liệu rồi tùm la. Phải thực chiến và phải join ngay vào task thì chúng ta mới hiểu nhanh và hiểu sâu. Đó, đây là nội dung. Công việc mới luôn cần một thời gian thích nghi. Từ việc tạo account nè, data test các kiểu nè. Đừng để cái việc này nó làm mình ngốn thời gian quá nhiều. Mình phải luôn phải nhảy vào thực chiến ngay để hiểu rõ về nghiệp vụ chức năng của công ty mình đang làm là gì. Rồi, hiểu về cái sản phẩm mình đang phục vụ khách hàng nào, rồi sản phẩm mình cần test những cái gì. Đó, chúng ta chỉ có 3 ngày đầu là chúng ta sẽ hiểu được hết. Rồi, không hiểu hãy ghi nhớ các bước thông qua là record, thông qua là sổ tay, thông qua là note, những cái gì mà chúng ta có thể tối chúng ta về chúng ta đọc thêm để chúng ta hiểu sâu hơn về hệ thống, về cái nghiệp vụ của mình đang làm. Còn nếu mà vẫn chưa tìm ra group Zalo hay là group Telegram hay là những cái group cộng đồng anh em nhau, tụi anh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu mà thời gian trống là vô đọc cái xong, thấy giải quyết được, hỗ trợ được, trả lời liền. Nên mọi người đừng có ngại, luôn luôn đặt câu hỏi là tự động có người trả lời. Mà đừng có hỏi một cách ngơ ngơ nha. Hãy đặt đúng thứ mà mình cần.
À, rồi ok, anh trả lời câu hỏi của Mai đúng không? Khi mình nhảy vào thực chiến nhưng chưa đủ domain knowledge, ok, chưa đủ kiến thức về cái domain này dẫn đến miscay. Trường hợp đó. Rồi. Thường á có một mình em là tester. Khi mà em gặp vấn đề này, em hãy có một giai đoạn đầu tiên là em sẽ được phân tích dữ liệu, em được phân tích tài liệu và em được đọc những cái requirement, những cái chia những gọi là mô tả về tài liệu của bạn BA, thì lúc đó em đã hiểu được về cái domain mình đang làm là gì. Chân hệ thống, chân mạng, chân Google, thậm chí là hiện tại AI nó đang support cực kỳ tốt về luồng thông tin cho mình để mình không bị miscue. Mình có thể đọc và mình có thể cover, và khi mà mình vẫn chưa hiểu, mình có thể hỏi những người chuyên sâu hơn. Đó là cách để mình ngăn chặn tốt nhất, tại vì khi mà lên rổ sân mà bị bất á, thì hầu như là cái vai trò mình là mình sẽ bị nói đầu tiên. Thì để làm được điều đó, phân tích sâu, đặt câu hỏi, và cái tài liệu bạn mô tả đủ chưa, bạn mô tả không hiểu, đọc không hiểu, hỏi lại cái thông tin này lấy như thế nào, test như thế nào, có cái nguồn dẫn chứng nào để mình có thể hiểu rõ hay không. Mình đừng bao giờ mình ngại, tại vì mình đặt câu hỏi liên tục như vậy á, em càng hiểu nhanh về cái domain knowledge của mình. Ok. Có cần có thể quần mai có thể mở voice lên rồi cùng tương tác để các bạn khác cùng nghe. Nhiều khi chat á nó không có nói được hết đủ ý đâu. Ok, còn nếu mà muốn hiểu sâu hơn nữa thì em có quyền hỏi về anh về ô tô. Anh không phải là gọi chuyên chuyên viên, nhưng mà về manual test anh vẫn đang tự tin là mình đang cực kỳ best, có thể giải quyết được khá nhiều bạn ở đây. Rồi chú Đồng Hà, lúc nãy cũng nói cái tương tác với đồng nghiệp cực kỳ quan trọng, này là bước đầu cực kỳ, nó là giúp cho mình giữ được cái nguồn thông tin của mình, từ hỷ nộ ái ố trong công ty, từ chuyện nói xấu đồng nghiệp, từ chuyện gọi là thằng kia nó đi toilet bao nhiêu lần, kia nó ăn trưa sao biết hết. Thì cái câu chuyện đó là tương tác làm quen đồng nghiệp cực kỳ quan trọng trong giai đoạn đầu, và cũng là nó là cái thằng nó sẽ rủ mình đi ăn cơm trưa hoặc là chiều rủ mình đi nhậu. Và trong những cái câu chuyện tương tác tốt như vậy, tự nhiên mình sẽ ra được nhiều cái mối quan hệ đi kèm khác. Tại vì khi mà mình tốt với đại đồng nghiệp hiện tại, tự nhiên đồng nghiệp kế bên nó sẽ tương tác tiếp mình. Này, cho dù mình nhát đến đâu hoặc hướng nội, thì trong vài tuần làm việc đầu hãy nỗ lực làm quen với các bạn đồng nghiệp mới. Họ sẽ dễ giúp cho mình rất là nhiều thứ, từ công việc, từ đời sống, cho thậm chí từ quy trình, nhiều thứ mà đọc đảm bảo luôn trong 8 tiếng làm việc ngày đầu tiên đó, không bao giờ mà mình hiểu hết. Những người đồng nghiệp họ sẽ giúp cho mình. Rồi nè, họ chia sẻ cho mình những cái quy trình hoặc những vấn đề mà ngay tức thời mình không biết. Ví dụ như là giờ buổi trưa mình không biết chỗ ăn trưa, rồi thời gian nhận lương khi nào, rồi quy trình nghỉ phép, ví dụ như là mình phải về công ty cũ để mình làm lấy sổ bảo hiểm hay là sổ bảo hiểm xã hội gì đó. Đó, rồi xin nghỉ phép như thế nào, những bạn này họ sẽ chỉ cho mình. Đúng, chính xác. Trời ơi, nhiều khi nhậu mới ra được nhiều thứ hỷ nộ ái ố bên trong. Ok, đó. Trong thời gian đó, luôn luôn thân thiện, hòa nhập cùng mọi người. Nhưng cũng phải nhớ, trong một môi trường làm việc nào đó, luôn luôn sẽ có chia bè rẽ phái. Dĩ nhiên mình không bao giờ mình thấy được, và cũng không có ai nói cho mình biết đâu. Hãy luôn là chính mình, và đừng đừng kiểu như là đừng có theo một ai đó. Tại vì khi mình theo một ai đó, tự nhiên cái là mình sẽ bị chia rẽ liền, là những người khác kiểu như là không ưa cái bạn đó, chia rẽ mình luôn. Hãy tương tác ở mức gọi là thân thiện và hòa nhập với tất cả mọi người.
không có để bị lôi kéo. Nó cũng chính là một trong những tác nhân sẽ bị đánh hậu quả fail khi đưa việc. Tại vì một số công ty hiện tại sau này á, nó có một cái gọi là đánh giá công việc qua hình như là mô hình dọc hay mô hình ngang dẫn qua mục tiêu rồi. Tức là không phải là leader của mình sẽ đánh giá mình là pass thử việc đâu, mà là có một cái tool hoặc là mô đồ ở đó là giao ngẫu nhiên cho những cái bạn gần đó, là cái bạn đồng nghiệp này nè, là bạn nó vô 2 tháng rồi thì có những cái câu hỏi cho bạn, rồi mình có thể đánh giá cho bạn đó, và dựa trên cái tỷ lệ phần trăm đó mới là đánh pass hay fail thử việc của mình á, chứ không phải là chỉ riêng về leader đâu. Hiền, cho em hỏi chút là vẫn vấn đề anh đang đề cập, nhưng là làm online cả văn phòng thì làm thế nào được ạ? Mô hình của công ty hiện là mô hình online không, hay là hybrid, hay là một tuần lên công ty 3 ngày rồi 2 ngày hybrid, hay là như thế nào, hay là chỉ online không? Làm gì công ty nào work from home tất cả thời gian, công ty nào work from home thì anh nói ở nhà chứ làm việc nó chán gần chết luôn, mà thậm chí là hiệu suất mình làm việc mình cũng không có được strong như là ngồi đồng nghiệp. Còn nếu mà làm online á, thì cái người đầu tiên tương tác nhiều nhất hãy luôn là leader của mình và sếp của mình, và thậm chí là phải luôn tương tác thường xuyên để sếp mình đã biết là mình đang làm việc, và mình không có để 8 tiếng mình trôi qua một cách lặng lẽ, để khi mà sếp mình nó quay lại hỏi mình là tiến độ công việc thế nào ra sao, mình phải luôn phản hồi lại cho sếp mình đang làm việc, câu hỏi, đặt câu hỏi đấy, để khi người ta biết là ồ thằng này đang làm việc, thằng ấy nó đang làm việc tốt, và nó luôn online thường xuyên để trả lời những khúc mắc. Đúng, chính xác. Đừng bao giờ để là nước tới chân mới nhảy, hoặc là sếp hỏi mình mới trả lời, mà tại sao mình không đặt câu hỏi là sáng sớm mình làm gì, báo sếp một cái, rồi em đang làm này, em đang gặp vấn đề, thậm chí là một số thứ là mình hãy luôn tương tác. Sếp mình nhiều khi ông không trả lời liền mình đâu, nhưng mà mình có chat và mình có tương tác thì người ta biết là mình có đang quan tâm tới công việc mình đang làm. Đúng rồi, ở trong mô hình hiện tại, trong mô hình công việc mọi người cũng hay có một cái, trong ai chạy cũng vậy, hay là trong mô hình đi làm software chúng ta cũng đều có một cái daily report mỗi ngày. Nhiều sáng mới vô là hôm qua đã làm những gì, hôm nay làm gì, và gặp những khó khăn gì mà hôm qua chưa làm được và hôm nay cần phải xử lý. Hello Ngọc Vân, ok, để trả lời câu hỏi của Vân ha. Ví dụ ở công ty trước chưa từng sử dụng qua tool đó, thì khi vào công ty mới họ có ngại trang không? Thoải mái. Tại vì khi mà một công ty họ nhận em vào làm, thì cái bạn mà HR, bạn đó phải có nhiệm vụ onboarding cho mình trong ngày đầu tiên, phải hiểu về quy trình của công ty, về văn hóa của công ty, về ABC các kiểu. Và sau đó sẽ có một cái bạn IT support, hay là một cái bạn nào đó là người quản lý trực tiếp của mình, hướng dẫn mình công việc này, rồi cái product này của mình đang làm là cái gì, rồi mình sẽ vai trò của mình ở trong công ty sẽ làm như ra sao, và có những cái tool nào công ty mình đang sử dụng, ví dụ như là Confluence hay là Jira đó, thì mình sẽ dựa trên đó để mình đọc hiểu. Thường là trong buổi sáng là mình sẽ không phải làm việc nhiều đâu, buổi sáng đó là hầu như là mình sẽ phải giải quyết những cái giải quyết những cái gọi là thông tin về tài khoản, quy trình, và cung cấp những cái chứng chỉ, hay là nói chung là những cái tài liệu gì cho bên HR để họ làm một cái file
cho mình á. Rồi ngoài ra thì mình sẽ ngồi mất hết mấy tiếng đồng hồ để được nghe về văn hóa công ty rồi tùm tà la. Rồi sau đó phải liên lạc với bạn nào để được cấp tài khoản sử dụng phần mềm. Rồi mình mất bao nhiêu thời gian để mình làm quen. Rồi leader họ sẽ dành thêm cả bút phòng họp mình riêng nữa để mô tả về cái công việc của mình. Rồi task mình sẽ sắp tới sẽ làm là gì. Hoặc là một cái mind map về con đường sắp tới của product này sẽ làm như vậy nè. Rồi vai trò của mình ở đây cái công ty hiện tại như thế nào. Rồi tool công ty sử dụng thế nào. Thì mình bắt đầu mình sẽ, ngày đầu tiên mình sẽ làm quen. Em chỉ có ngày đầu tiên để em quen hết tất cả. Còn những ngày sau bắt đầu là em phải thực chiến làm luôn. Hoặc là tối về nhà cái nghiên cứu làm sao để mình quen nhanh nhất có thể. À, từ từ nha mọi người. Anh nhiều khi anh tư vấn mà không có trả lời được hết á, thì có thể sẽ lướt lướt. Còn lát mà QA thì mình sẽ quay lại mình trả lời ha. Rồi, trả lời Ngọc Vân xong rồi, trả lời với Bèo sau nha, để đi cho nó xong cái này hết cái đó, mình trả lời cho nó dễ. Đây, như lúc nãy cái của Ngọc Vân có nói, hãy luôn, ngày đầu tiên hay là những ngày sau, hãy luôn tìm một người tư vấn và người đó luôn welcome với mình và luôn sẵn sàng hỗ trợ mình. Có thể hiểu đây là leader của mình đi, hoặc là một cái người nào đó mà họ sẵn sàng họ hướng dẫn cho mình về cái cách làm việc hiện tại để mình tiếp cận công việc nhanh nhất có thể. Mình chỉ có khoảng 1 tới 2 tuần đầu để mình nắm được hết nền tảng của công ty, của công nghệ, của quy trình. Và những thời gian sau đó là mình phải chứng minh là trong 2 tháng này tôi mang lại giá trị cho công ty. Đừng có nghĩ là cho em phải mất 2 tháng để em làm hiểu quy trình rồi đọc tài liệu. Không bao giờ. Thật ra thì sau 1 tháng là em biết là em bay màu hay không à. Rồi. Đây, lúc nãy anh cũng nói làm online nhiều đúng không? Thì hãy luôn trao đổi công việc với sếp thường xuyên. Nó không chỉ giúp bạn hiểu rõ về cái plan của team nè, rồi hiểu được rõ về tiến độ của công việc của team nè, rồi thậm chí là nó sẽ giúp cho mối hệ quan hệ giữa mình với lại sếp tốt hơn. Tại vì khi mà ông sếp nó đứng ở vai trò cao á, là người ta được lên vị trí đó là những người họ đã làm những công việc của mình trước đó rồi. Họ lên vị trí cao là để họ tìm những người thay thế cho vị trí của ảnh, để ảnh sẽ lo những công việc quản lý tầng cao hơn. Thì mình sẽ vô đó, mình sẽ giải quyết những cái vấn đề công việc của ảnh. Thì mình phải tương tác với sếp để ảnh sẽ giải thích cho mình, giải đáp cho mình những cái khúc mắc. Tại vì những người đó họ đã hiểu về sản phẩm rất là sát và họ biết cần phải làm gì để giúp cho mình vượt qua được giai đoạn thử việc. Tại vì tìm một bạn để tuyển dụng một bạn hiện tại vô làm á, nó rất là khó. Mà training các bạn xong, các bạn nghỉ hay là bạn không có làm tiếp rất mất thời gian. Nên thường mà vào làm công ty là cái tỷ lệ mà bị thất bại thấp lắm, trừ phi là cuộc đời thôi. Cuộc đời nó hơi bị chó má thì chịu. Ok, rồi. Đây, những khúc mắc nếu mình không trao đổi với sếp nhiều và chủ động thì sẽ rơi vô hoàn cảnh gọi là không có task để làm, không có biết phải làm gì, rồi tương tác cũng bị giảm và cũng không có ai tương tác với mình luôn, là đảm bảo luôn. Mở mắt dậy sáng sớm online, không biết phải làm gì, lướt YouTube tới chiều, rồi xong lướt Facebook tới chiều. Nó cuộc sống nó rất là bình dị luôn và chả có được thực sự gì cho cuộc đời mình. Hãy luôn nhớ là nỗ lực tự tạo ra việc cho mình, tự tạo tác cho mình bằng cách là đừng kỳ vọng sếp sẽ quan tâm đến mình mà luôn để ý giúp đỡ mình. Chính mình phải tự nỗ lực và tự tạo ra cái tác của mình trong tổ chức. Thẳng thắn chia sẻ với sếp về khung thời gian làm việc của mình, khung thời gian trống, và thậm chí là hôm nay em làm hết task rồi, ngày mai có thể em free time. Anh có task nào cần support hay không? Hay là anh có cái gì mà chuẩn bị sắp tới làm hay không? Để gây áp lực lên sếp. Tại vì những người người ta ngồi vị trí quản lý á, là họ không bao giờ họ thiếu việc cho mình đâu. Nhưng mà họ không đủ tự tin để giao cho mình những cái task khó, hoặc là những cái task đòi hỏi là mình chưa đủ năng lực.
Nhưng mà thực ra những cái đó mình đều làm được hết, tại vì mình không dám nhận một cái điều khó vô bản thân mình sợ là mình làm sai, mình sợ là mình không làm được. Chấm nhận là vô công ty hiện tại là không có gì anh không làm hết, nhận hết, tại vì chống tác mà không chán lắm, có kèo là làm. Có thể mình sẽ không làm trọn vẹn 100%, nhưng mà mình có thể hỗ trợ các bạn khác là mình test về UI, mình test về UX, hoặc chỉ là mình hỗ trợ bạn là test lại, regression test cho bạn khác, ví dụ như là họ không đủ thời gian để họ làm. Rất là nhiều thứ để mình làm, và người ta, sếp mình cũng sẽ luôn đánh giá cao, gọi là mình là một người có sự chủ động trong công việc. Rồi, cái cuối cùng, trong Agile Model thì không có ai là sếp ai hết. Chính bản thân mình phải lựa make by ownership cho bản thân mình, là mình là một thành viên và mình có tiếng nói trong story đó, trong đồ đất đó và trong quá trình làm việc. Tại vì một story mà nếu mà chúng ta không có tiếng nói và chúng ta không có tự ray lên vấn đề, bị thì mình sẽ rơi như thế, gọi là bị giao một cái timeline mặc định, hoặc là một giao áp cho mình một cái timeline mà mình không thể nào mình làm được, tại vì chắc chắn mình sẽ trễ deadline hoặc là gì đó. Nó sẽ dễ rơi mình là bị stress, bị gặp nhiều vấn đề, gọi là và sau này mình cũng không có tương tác với lại người khác được, tại vì hầu như lúc đó mình sẽ trở thành một người gọi là thiên lôi vậy, sai đâu đánh đó, và mình không có một cái mang lại một giá trị nào đó cho đồ đất luôn luôn không đó. Anh có một nói là không dễ dàng gì ý kiến mình được công nhận, thì mình phải luôn cố gắng là đưa ra những cái lập luận, những cái chứng cứ, những cái thông tin. Chủ yếu là gì, mình không phải là mình thể hiện mà muốn cho sản phẩm của mình nó tốt hơn từng ngày. Và khi mà mình chứng minh được là cái giá trị mình, tự nhiên cái respect mình nó tăng à. Rồi, chị thấy Hello, xong. nghe không? Nghe tôi nói không không? Nghe nghe nghe. Ghê, em mới hay ghê. Không hay gì quá. Lố già luôn rồi. Dạ hả? Trời, nói đi, nói hay mà ba, nói đi. Hay gì rồi, Quá hay đi chứ. mọi người có câu hỏi gì muốn hỏi về trong cái quá trình onboard không, hay là một số những cái gút mắc trong quá trình làm việc, thì giờ là thời gian Q&A, hay là muốn nghe thêm chia sẻ về hỷ nộ ái ố gì công việc thì cứ thoải mái, trong khả năng thì anh trả lời hết. Nhưng mà đừng hỏi về automation nha, đó là một cái lĩnh vực riêng về code rồi, và nó không có mang lại giá trị trong mình hiện tại đâu, tại vì làm automation nó là chúng ta thuần về chúng ta tương tác, về nói chuyện trên GitHub là nhiều, chứ không có liên quan tới task được. Rồi đi sơ qua để coi coi trong đây chắc có nhiều cái gì hay hay không. Rồi để tôi thêm vô cho tôi thêm thêm mấy ý vô nữa thôi cũng được. Đây tôi thấy ông nói cũng nhiều lắm rồi, nhiều hơn tôi định nói rồi. Mà có mấy cái để tôi share thêm cho. Ok, stop share nha. Thì để tôi nói thôi được rồi, đâu đâu có share gì đâu, ý là tôi chưa chuẩn bị slide nữa, để của ông đi nhìn cho nó đẹp. Bận quá có chạy về vừa về nhà luôn á, chưa kịp làm gì luôn đó. Đã, Ok. để tôi đặt cái chỗ này nè, được nè, hay nè. Rồi để tôi share cho. Thì ra cái share cái phần này á, là do cái cảm nhận của tôi đã trải qua trong quá trình đi làm. Nghe không? Nghe không mọi người? Nghe Nghe nói không nè? Rồi ok. Thì không nghe nhưng mà tao vẫn đứng xem lại, tao chỉ xem slide thôi chứ tao không rồi nhìn nhiều. rồi rồi nè, để xem cái chỗ cái này là một cái, nói chung là một cái cảnh mà tôi gặp qua, tôi trải qua luôn nha. Đầu tiên là cái công ty tôi á, thì để tại phải nói ví dụ này là mọi người sẽ hiểu nè. Không, tao Công chỉ ty nghe cái này thôi. Thì tao chỉ xem thế nào thôi thôi. Ê, hình như có bạn nào đang nói tắt đi. Có bạn nào đang
đúng không? Ờ. Đó, đó, anh đó. Đang trao đổi. À à à. Vậy hả? Thì nói xong thì tôi nói cho nó dễ. Ủa Hạnh có câu hỏi gì muốn hỏi mọi người hả? Ừ, để Hạnh hỏi. Mở mở mic cho bạn kìa. À tu ân mút kìa. Không Hạnh hả? Ừ. 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 Sao tắt của bạn lại. Bật lên. Alo 1234. Ừ. Hình như bạn im luôn rồi. À, chị thôi để tôi share cho. Có nghĩa là cái gì nè, nhiều lúc á mình đi mình phỏng vấn một người á, mình cảm thấy cái người đó nha có thể nó bị fail mọi người, nhưng mà chưa chắc khi mà đi vô làm rồi á thì người đó lại thể hiện ra được cái khả năng rất là tốt. Cây đó là anh đang gặp luôn, có nghĩa là trong công ty anh có một bạn ban đầu vô thì thật ra là anh rất không có cảm tình về bạn đó. Lúc phỏng vấn đó nha, bạn nó fail nha. Nhưng mà do lúc đó gấp quá nên anh cầm một bạn vô. Thì khoảng thời gian ban đầu của bạn đó là khoảng... ban đầu thì nó cũng gọi dạng như lecture rồi thôi. Nên cũng rất là gà mờ. Thì có thể một phần là do anh cầm tay chỉ việc bạn đó nhiều đó. Nhưng cái thái độ của bạn đó đó, làm về việc đó đó, giống như hồi nãy ông Hưng nói đó, là không có ngại. Có nghĩa là lúc đó cho bạn nó việc, bạn nó giống như cá gặp nước vậy mọi người. Có nghĩa là khi mà nhận được một công việc, một cái task đó, bạn làm nó có thể không tốt nha, sai rất là nhiều. Anh chỉ nhưng mà cái anh đánh giá cái bạn đó ban đầu là cái tinh thần của bạn đó, câu đầu tiên là cứ giao cho em đi, em làm hết, cứ giao cho em nha. Cái câu đầu tiên của bạn khi bạn nói câu đó là cứ giao là em làm, mà bạn nói làm một tinh thần rất là nhanh, chứ không phải là cái kiểu lề mề rồi đổ thừa này nọ nha. Mặc dù bạn đó cái kinh nghiệm nó không có nhiều, nhưng mà trong khoảng cỡ 3 tháng sau khi mà anh thấy thì cái đó bạn làm rất là nhanh, học cũng nhanh. Mà sau đó anh mới nhìn nhận lại là có nghĩa là trong quá trình mà mình đi phỏng vấn, chưa chắc mình phỏng vấn ra được một chính xác cái khả năng của bạn đó, tại cái thời gian phỏng vấn rất là ngắn, tính cách cũng khó mà biết. Nhưng mà khi mà vô một cái công việc á thì cái câu đầu tiên của bạn là ok anh cứ giao cho em, giống như cái kiểu mà mình học bằng một cách mà giống như mình làm một cách mà bằng đam mê mình thích đó mọi người, có trách nhiệm á. Thì mặc dù đối với anh nha, anh biết bạn nó sẽ rất là sai và rất là thiếu rất là nhiều thứ, anh cũng chỉ bạn nó rất là nhiều, nhưng mà đứng trên một cái góc độ của anh và một người quản lý á, thì bạn đó có một cái thái độ rất là tốt, cầu thị, kiểu mà giống như mình hết lòng rồi mình làm á, mình không ngại, mà giống như ông Hưng ông nói hồi nãy á đó. Và bạn nó học rất là nhanh nha. Đến thời điểm bây giờ team anh thì bạn đó tính ra khoảng 5-6 tháng gì đó, tầm đó, nhưng mà cái khả năng của bạn giờ anh cho bạn đó làm luôn ấy luôn. Gần như đa phần đối với anh bây giờ là có một cái dự án hoặc là 1-2 dự án gì đó, bạn làm rất là nhiều task nha mọi người, có nghĩa là không phải là một cái task rồi xong nha, là bạn nó đều nhận hết nha, và bạn nó làm nha, chứ không phải cái kiểu mà đừng có đủ thừa em, rồi đừng có nói em này nọ đồ. Dĩ nhiên cái tính cách mà dạng như một vài thứ hơi gì về bản thân mình đó thì cũng có, nhưng mà trên tinh thần là bạn đó rất là thích. Nên câu đầu tiên anh nói là khi mà bắt đầu vô như vậy, với ông Hưng nói á, tốt nhất mình vô 2 tháng thì mình nên thể hiện ra sự cầu thị nó diễn tốt hơn. Ít nhất dù cho có fail nha mọi người hiểu câu này nè, dù cho mình có bị fail probation, nhưng mà trong 2 tháng đó nếu các bạn cố gắng cực kỳ nhiều, ít nhất các bạn học cũng được rất là nhiều thứ trong 2 tháng đó, đúng không? Mình có bị không pass được probation cũng được, nhưng mà thật sự lúc đó mà các bạn chịu học, chịu tìm tòi, chịu làm hết thì ít nhất mình cũng có được 2 tháng nhé, 2 tháng cái kinh nghiệm trong cái đợt làm đó mình làm nhiều. Nhưng mà lúc đó người sếp họ sẽ nhìn vô các bạn với một ánh mắt khác rất là nhiều luôn nha. Là một. Rồi, cây thứ hai nè. Cây quan sát. Trong một teamwork, anh bảo đảm với mọi người, trong một công ty, một teamwork luôn có cái vấn đề. Không vấn đề member thì cũng vấn đề người cũ. Thường những người cũ nha, họ có một cái khó của họ là họ quen quá rồi, nên thường họ sẽ không bao giờ năng động. Dĩ nhiên cũng sẽ có người có nha, những có người giỏi,
Nhưng mà thường thì họ sẽ bị phản ứng lên một cái gọi là người cũ á. Mà ông leader thật ra nha, ổng mà nhìn vô ổng cũng muốn lắm. Thật ra nếu có khả năng ổng đuổi hết liền à. Nhưng mà ổng phải có một cái, ổng phải có một cái nữa gọi là kiểm soát cái rủi ro. Đuổi hết rồi ai làm, ổng làm sao nổi. Mọi người hiểu không? Cái người cũ được một cái là họ quen với cái domain rồi, họ biết được cái cách để đi làm việc với các bên khác rồi, nên hơi khó. Nhưng mà các bạn phải hiểu một câu gì nè, người càng làm lâu gọi là bị lầy lội á. Tại sao công ty thường, công ty người ta luôn thay máu, luôn lâu lâu lay off một vài người đó, cái bản thân là cái chỗ đó đó mọi người, là do có một cái thời điểm họ sẽ kiểu mà dạng như họ thấy mấy người cũ họ lầy quá, họ không có một cái gì đó có tạo nên một cái giá trị, nhưng mà nói họ không nghe, họ cứ bình các bạn cảm thấy làm tới một thời gian là các bạn cũng vậy. Những người cũ có thể suy nghĩ lại cái cách đó, nên khi mà các bạn mà nhìn vô á, quan sát thử xem cái team nó như thế nào, người đó như thế nào, nhiều lúc các bạn thấy ra được, giúp cho được ông leader, giống như hồi nãy Hương nói á, còn tắt được ông leader, biết được ổng đang khó khăn cái gì, biết được có cái gì á, thì có thể mọi người mà đánh được vô cái điểm đó thì ông leader ổng đánh giá các bạn rất là cao nha. Nha. Chắc chắn luôn, tại vì thường một teamwork luôn luôn sẽ có một cái vấn đề phát sinh. Không ít thì nhiều, chắc chắn sẽ có, cũng sẽ có người làm biến, có người làm giỏi, có người ấy. Và quan trọng là cái anh đang nói tới là cái khả năng quan sát. Ngoài việc mình happy về công việc, mình năng động như ông Hương nói, thì mình tập quan sát thì mọi người quan sát thử là cái team đó đó nó đang có cái vấn đề gì. Nó mới quan trọng nha. Cái đó nó hay lắm. Nhiều lúc bạn không cần giỏi nhưng mà bạn giải quyết được một cái cây gì đó cho ông sếp, nó là vấn đề khác nha. Đó là cái chia sẻ thứ hai của anh khi mà mình gặp vô vấn đề đó. Rồi Cái thứ ba này là do anh, nói chung tình cờ thôi, cũng là một bạn mới luôn, nhưng mà anh cũng thấy cái này, cũng cách này hay cho các bạn làm quen nè. Ví dụ cái ông mà training cho các bạn, cái này cũng hên xui lắm nha. Gặp ông training tốt hoặc ông leader mà train tốt thì các bạn đỡ. Gặp mấy cái thằng mà làm biến, mấy cùi cùi nó train cà lơ phất phơ, các bạn rất là khó hòa nhập vô nha. Vậy đối với mình thì sao? Các bạn, anh thường thấy các bạn khi training á, luôn luôn cầm cái cuốn sổ viết ABCD, viết quá trời viết, nhưng mà cái chữ nó rất là xấu. Mọi người phải hiểu như vậy nè, cái chữ xấu khi mà đọc lại á, nhìn nhiều lúc mình viết xong mình đọc vô mình còn không biết mình viết cái gì luôn á. Mọi người hiểu không? Thì đâm ra tốt nhất nha, nên kiếm, thí dụ như mình có laptop mà có laptop thì mình có thể lấy cái notepad hay gì đó, mình viết cái chữ ABCD ra, cái chữ trực quan nó sẽ dễ hiểu hơn, và nó nhìn vô nó cũng cái cảm giác nó dễ hơn. Chứ còn mà viết bằng sổ, lát hồi mình cũng nhớ nó viết cái gì trong đó không đó, nhớ hỏi và viết lại nữa được nữa nha. Bạn nào mà tốt mà lanh nữa, lên Jira, thường cái công ty hay làm mấy cái tool quản lý Jira đúng không, lên tới nó viết lại cái tép đó. Thí dụ mình tự mình tạo ra một cái task luôn, tên Jira nó cho mình tạo mà, thay vì các bạn phải ngồi chờ ông mentor, ông leader tạo task cho mình làm này nọ ABCD, mà các bạn có thể lên Jira tạo task được mà, có account rồi, nếu mà được, hoặc là một cái phần mềm nào đó, thì các bạn tự tạo ra một cái task mà ghi ra là cái các bạn được train á, rồi ghi cái tép ra luôn, chụp cái hình lại luôn, ghi cái data ra luôn, ví dụ như tên, các bạn test về cái gì đi, làm sao để cho ông sếp biết là các bạn hiểu, ghi cái tên của mình vô trong cái đó đó. Ví dụ như tạo một cửa hàng đi, anh nói với anh, ví dụ tạo cửa hàng đi, thì mình tạo cái cửa hàng tên của mình vô, mình chụp cái tấm hình vô, mình đính kèm vô cái tép đó là như thế nào ra sao. Thật ra ông sếp nha, ông chỉ cần ông nhìn vô cái đó là ông đã biết các bạn hiểu hay không rồi, là ông đã đánh giá được các bạn tốt cỡ nào rồi, đúng không? Thay vì bây giờ ông phải đi qua hỏi, ê em hiểu không, em hiểu tới đâu rồi, rồi đổ thừa, rồi xong các bạn lại bắt đầu đổ thừa, cái ông kia ông không có training em cái gì hết rồi hay gì đó, các bạn càng chết nữa. Trong khi đó chỉ cần nhìn qua sơ qua, thật ra ông leader nào cũng biết các bạn như thế nào và cái thằng chen như thế nào hết á. Hello, cái này hiểu cái mục số 3 không? Mình tự mình chủ động và mình tạo cái task rồi mình ghi ra cái note, cái cây, mà nói chung happy cây thôi nha, không cần phải ghi rồi nhiều ha.
Alo, alo. Được không mọi người? Hiểu tới cái ba cái chưa? Rồi, cái thứ tư cũng hay lắm nè. Thực ra cái thứ tư là cái mà các bạn học lý thuyết nè. Các bạn nghe test khám phá rồi đúng không? Hồi xưa giờ học lý thuyết là nghe cái test khám phá rồi đúng không? Thiệt ra lúc mà các bạn được training là các bạn phải dọc trong đó rồi. Các bạn khám phá, ví dụ như ổng train cho các bạn cái chức năng là login, thì lúc đó các bạn học được theo ổng rồi, nhưng mà ổng đâu có chỉ hết các bạn đâu. Thì lúc đó là cái khả năng của các bạn phải khám phá cái xung quanh. Ví dụ ổng chỉ trên cái màn hình đó là chỉ cái A, thì mình phải nhìn vô mình khám phá thêm, à ơi cái A nó đi như thế nào, nếu không phải cái A mà đi thằng khác hoặc cái thằng gì đó xung quanh gì đó. Tôi khám phá là xung quanh tôi coi thử coi, nhiều lúc cái giá trị của mình á bát thì không ở cái chỗ là các bạn tìm ra được cái công bức tại thời điểm đó đó. Tại biết sao, mấy ông cũ á, mấy ông có một cái khuyết điểm, mấy ông test quen quá rồi, nhiều lúc ông bỏ qua nhiều rất là nhiều thứ, ông bypass qua luôn, hoặc ông test sót, hoặc là nói chung là không đủ thời gian, hoặc nhiều cái lắm vân 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 lum la hết. Nhưng mà ổng mà vô á, mình mà tìm được bức tại thời điểm đó thì rõ ràng cái giá trị của mình sẽ được nâng cao lên đâu, đúng không? Mà muốn như vậy thì các bạn phải khám phá, chứ không phải ổng chỉ cho các bạn là a à, các bạn làm đúng cái a xong rồi, ô tôi đã xong rồi, a à, tôi đã xong rồi, không nha. Nếu mà làm như vậy thì cuối cùng chỉ cho các bạn đủ thôi, đủ điều kiện thôi, chứ không có gọi là tốt. Tốt là các bạn phải tìm khám phá xung quanh, đặt câu hỏi rồi này nọ vô, càng làm rõ thông tin bao nhiêu thì các bạn càng tốt. Thì note lại những câu hỏi lên file Excel hoặc là tên một cái tắc gì ra, ví dụ vậy. Thì tùy cái đó cái cách các bạn làm, nhưng mà phải note ra, đặt câu hỏi hiểu hay không, làm như thế nào, thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong quá trình mà hòa nhập. Là cái điều thứ 4. Cái điều thứ 5, anh chỉ cho cái này nữa nè. Ủa nghe không bà con? Nãy giờ tôi cảm thấy nó im lặng quá, tôi tưởng là tôi đang nói một mình đó. Ok. Tại vì tôi nghe mình tôi tưởng đâu ấy. Rồi, cái thứ năm này nè. Thật ra các bạn có thể dùng một cái phần mềm mind map á. Cái mà vẽ sơ đồ cây á, vẽ sơ đồ cây á mọi người. Ví dụ như cái thằng đó nó chen cho mình chức năng A B C D thì mình có thể note lại những cái đối tượng trong cái chức năng đó. Rồi note vô những cái đối tượng mà các bạn nhìn đó, nó khá trực quan. Mà từ trực quan đó các bạn có thể nhìn và vẽ ra rất là nhiều hướng để có thể test được, học được, đặt câu hỏi. Ví dụ như tại sao nó ra được cái đó, nó ra nó bằng cách nào, làm sao tôi test nó đúng. Cái 5W1H đó, thật ra nó rất là hay nha. Nhưng mà quan trọng là mình ứng dụng vô được hay không thôi. Mình vẽ cái sơ đồ cây ra xong, mình đi làm rõ từng luồng đó, là mình coi cái luồng nào bị lủng, luồng nào bị thiếu, tài liệu nào thiếu hay gì đó, mình có thể note ra được hết, mình nhìn rất là nhanh. Quan trọng là ở cái chỗ các bạn có chịu làm hay không thôi. Và có một cái phần nữa gọi là cái sự nhanh nhạy của một người test. Tại sao người ta nói tester phải kỹ? Đó, kỹ là kỹ chỗ đó, là các bạn phải nhìn, biết và tại sao nó ra được như vậy, và kỹ từng cái lời của thằng kia. Đó là cái thứ năm, là cái các bạn cần có thể áp dụng vô. Ví dụ như dùng cái 5W1H nè, để mình khi mà được chen thì mình đặt câu hỏi ra, để mình đi giải ra rất nhiều cái đó. Tại vì ổng mà chia sẻ cho các bạn, thường cái ông mà chia sẻ, ổng chia sẻ happy cây thôi, hoặc nhiều lúc ổng chia sẻ chưa chắc ổng chia sẻ hết nữa. Rồi có nhiều lúc ổng còn không biết cái đó là cái gì nữa, ổng chỉ biết được một cái thôi. Thì cái vấn đề của mình, mình cần làm rõ cái chỗ đó đó. Các bạn note lại làm rõ đó đúng không? Cái thứ sáu nè, liên quan tới nè, nó liên quan tới cái một cái phần quan sát. Có nghĩa là thường á, thật ra cái ông mà rõ nhất, nghiệp vụ nhất á, là ông dev. Ông biết được cái ý, ông biết tầm sâu phía sau á, cái chức năng đó nó như thế nào, còn thiếu cái gì hay không. Nếu gặp ông dev làm lâu năm mà nhất là chuyên code về cái tính năng đó nha, nhất là thằng backend á, các bạn có thể quan sát gặp cái thằng dev nào mà dễ tính, hoặc là hò đồng mà các bạn có thể giao tiếp được á, có thể qua mời nó một ly cà phê, nói chuyện với nó một cái bánh. Nhưng mà đừng, ban đầu đừng có sổ sàng quá nha. Ban đầu rất là khó nha, tại vì nó không biết mình là ai đâu. Nên nếu mà mình contact được thêm thằng dev thì nó giúp các bạn trong quá trình 2 tháng nó thử việc á, rất là tốt. Cái cây này nè, team anh có luôn, có một thằng mới vô,
Có nha, cây này có một thằng mới vô, những bạn khác không xin được cái API của thằng dev đó, nhưng không biết cái cách nào thằng đó nó vô nó nói chuyện với thằng đó làm chung một cái dự án. Xong anh qua anh hỏi tình hình, xong anh thấy cái thằng đó nó test, nó lấy API ra nó test. Anh cũng rất là ngạc nhiên, anh không hiểu là tại sao thằng dev kia nó lại cho xong nói chuyện sao anh không biết, mà thằng kia nó xin được cái API để nó test được. Mọi người hiểu không? Một phần là do nó biết cách nó quan sát, biết cách nó nói chuyện và cách nó làm sao mà giao tiếp được thằng dev, nó lại hỗ trợ giúp cho thằng đó test được luôn, thay vì mà mình ngồi phải chờ đó. Nên cái thứ sáu anh nói là mình nên quan sát và mình có thể liên hệ thêm với thằng dev, nhưng mà cũng tùy nha mọi người, có dev tốt dev xấu nha, không có đảm bảo 100% cái nào là ấy hết nha. Nhưng mà nếu mà mình trong quá trình làm quen thì mình cũng có thể có một cái cây đó để giúp cho mọi người. Ừ, rồi, xong, sáu cái đó đó. Còn lại thì đa phần ông Hưng ông nói khá là tốt rồi đó. Nói nhiều hơn tôi đó. Chém gió đó bà ơi, giỏi hơn ai đâu quá. Rồi, tiếp đi. Rồi, thầy nãy xe vai rồi, chủ yếu là mình có nửa tiếng là mình QA thôi, thì giúp được giải đáp một số cái khúc mắc của mọi người nếu mà trong quá trình mình làm mình gặp vấn đề mà chưa có biết được hướng xử lý, thì những người anh em đây họ sẽ giúp cho các bạn. Rồi, để đọc sơ qua cái Quyền Mai lại hỏi nè, mình làm gì khi công ty không có tài liệu và Jira thì không được cập nhật feature một đằng, ticket nội dung một nẻo. Này sẽ cần phải một số cái câu hỏi là đúng. Nếu mà công ty mà không có tài liệu vậy thì mình biết cái software, biết cái sản phẩm đó, cái phần mềm đó nó hoạt động như thế nào, mình có biết không? Nếu mà mình biết thì mình sẽ lấy cái sản phẩm đó để nói chuyện. Ví dụ không, công ty không có tài liệu thì chỉ có một cách thôi là mình dùng tài liệu để mình làm việc. Ví dụ khi mà mình làm gặp vấn đề về tài liệu á, mình lấy cái sản phẩm mình test, mình đặt câu hỏi lại là cái chức năng này có phải là cái mà tích kịp nội dung đang nói tới hay không, hay là cái feature này có phải là nó đang nằm trong cái phần mềm đó hay không. Tại vì trong mô hình A Chài có một cái thứ mà chúng ta phải luôn nhớ, đó là phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ. Cái câu đó luôn luôn là cái giá trị cốt lõi của A Chài rồi. Thì dĩ nhiên tài liệu không phải là lúc nào cũng sẽ đầy đủ, và các bạn BA đó cũng không chắc là đủ một cái, đã đủ mindset, đã nắm vững được hết về một cái product. Cũng có thể các bạn cũng mới vào sau mình, trước mình có vài tháng thôi, thì chúng ta chỉ có thể lấy cái phần mềm ra để thảo luận, để nói chuyện và để hiểu nhau là có phải cái feature này, cái sản phẩm này nó đang đúng với lại cái mà mình đang chuẩn bị test hay không. Có đúng ý Quyền Mai không ta? Nếu mà nhưng không có tài liệu thì mình cứ dựa vô phần mềm để mình nói chuyện thôi. Thì vấn đề nằm ở chỗ là có thể câu này tôi biết một chút nè. Tại hồi trước tôi bị cái đó nhiều lắm. Nói chung là cái phần đó vẫn nói câu cuối cùng là đầu tiên là sự hiểu biết về của mình, dựa trên mấy cái kỹ thuật hay gì đó của mình để test đúng không? Đúng đắn đúng không? Có thể mình tìm hiểu thêm về những cái domain liên quan về cái nghiệp vụ đó. Nhưng cuối cùng một câu nè, nếu bạn gặp trường hợp đó mà thật sự giúp cho các bạn nha, thằng dev là nhiều nhất. Nói thiệt, lúc đó thường là các bạn chỉ cần thằng BA cho mình cái luồng đi, biết được cái happy case là được rồi. Còn lại thực ra đa phần là mình tự xử là nhiều. Rồi tiếp đến nữa, nếu được nữa liên hệ thằng dev á. Thằng dev nó cho các bạn rất là nhiều thứ mà thật ra là mình không biết được á. Nhưng mà liên hệ được nó, contact được nó và connect được nó hay không là cả vấn đề lớn. Cái đó tùy cái khả năng của mỗi người nha.
Rồi, nếu mà tiếp. Nào hướng nội tiếp bạn Na có một câu hỏi là anh có chia sẻ khi làm việc ở một công ty gia đình không, leader của em là vợ sếp không phải chuyên môn, chị làm PM quản lý task không rõ ràng, chị chát giao nhưng không có lưu ở đâu, dự án mới được thêm vào thì không có tài liệu là kêu em tự vô mồi trong web. Nghĩ đi em. Trước khi nghĩ thì cũng phải có kinh nghiệm chứ đâu phải. Thật ra thì ai cũng muốn phát triển, ai cũng muốn được tổ chức công nhận là mình có một cái giá trị nào đó. Thì khi mà mình có cảm thấy là không còn muốn lưu luyến nữa, mình rời đi, thì mình vẫn phải rời đi trong tư thế là ngẩng cao đầu, để không có phải bước ra với tâm thế gọi là ở lại cũng chả được tích sự gì, mà rời đi là cảm thấy happy. Mình đều mọi thứ khi mà mình trải qua trên cuộc đời mình đều, đó là những cái bài học kinh nghiệm mà mình trải qua mỗi ngày. Nói về cuộc sống hơi nhiều thì mình sẽ quay lại chỗ này. Khi mà chị làm PM quản lý mà không giao tác rõ ràng á, chị chắc giao em hãy sử dụng một cái phần mềm bình thường thôi, chụp hình, ghi một cái nơi nào đó, tác vô. Cái mình hay dùng nhiều nhất á, đây có một cái mà không ai xài, Google Calendar. Hôm nay chắc cái gì, hôm nay mình làm việc với lại sếp mình, chỉ có giao tác, nót vô. Ở đây em, ví dụ mình nhớ, xe tấm hình vô. Rồi, em bắt vô đây. Hết cãi. Sau này khi mà em quay lại em check, nó đều có tăng chứng, vật chứng, có đều có thông tin rõ ràng. Chị giao gì, em làm cái đó. Và mình không có nói gì, không có gì sai hết. Tại vì mình dựa theo là tác giao và mình làm cực kỳ tốt. Và hãy nên nhớ là nếu mà được thì dùng cái thằng Google Calendar hay là một cái gì đó để mình, nó là nơi để bắn noti về cho mình á, để mình không bị miss task và mình giao mà mình nhận task một cách có rõ ràng, giao task thời điểm nào có ghi nhận lại hết, không có sợ. Chứ mình không có nhận bừa, em nhận bừa sau này bị hỏi lại là ủa chị có giao gì đó cho em đâu, là mình đi lục lại cái thời gian đó là mình cũng mất thời gian nữa để phải đi đối chiếu chị đó. Mình có công cụ hết rồi, công nghệ hiện tại là rất là nhiều, chủ yếu là mình sử dụng thế nào để cho hiệu quả thôi. Rồi tiếp. Mình làm gì khi công ty không có tài liệu? Cái này Nguyễn Mai nói rồi, sorry. Khang, em có pay IT sẵn nhưng sau khi ra trường em mới bắt đầu tìm và học về Manotech, thì với em học kỹ năng cơ bản về tech tool nhưng đầu tiên là phải đặt cho Khang một số câu hỏi là cái bài IT này là em có thích làm tester hay không, và lý do gì em lại theo nghề tester. Tại vì thực ra cái nghề tester này không phải là cái nghề gọi là ai cũng theo đuổi được. Có nhiều nghề làm như là ví dụ như lập trình tiền nhiều hơn cả tester nữa, tại sao không làm lập trình đi làm tester chị? Mình phải tự hiểu là mình sẽ làm gì trong 5 năm tới, rồi mình đang học cái này mình sẽ giúp ích gì cho tương lai của mình, hay là đừng có chạy theo xu thế, đừng chạy theo số đông. Ví dụ như là giờ ai nhà nhà cũng automation rồi, nhà nào cũng làm test, nhưng mà có ai hiểu gọi là cuối cùng là tester làm gì mọi người biết không? Mọi người biết được cái thực chất công việc của người tester là gì hay không? Chúng ta phải trả lời từ những cái đó. Khi nhà phỏng vấn họ vô, họ đặt những cái câu hỏi rất là bâng quơ. Và nhiều khi mình, em biết về cái này, em biết về cái kia. Nhưng mà cuối cùng là em biết tester sẽ làm gì? Nhiều khi chứng đặt câu hỏi đơn giản thôi mà không trả lời được. Còn việc đi xuyên tân á, lát ra chat riêng với anh sẽ gửi cho một cái bữa, anh gửi cho một bạn cũng giống vậy, là bạn
cũng anh lấy cũng là lấy từ nguồn trên mạng thôi, của bạn Phạm Hùng như là bạn gửi lại An anh Tester á, thì cái cuốn đó là rất là hay, cái trang file PDF rất là hay, bạn nói cho mình hiểu cực kỳ rõ về vai trò của một tester là gì và chúng ta biết được chính xác cái nghề nghiệp của mình và cái con đường thăng tiến mình sắp tới như thế nào. Có gì sau bữa này có thể chat Zalo riêng anh thì anh sẽ gửi cái file đó. Rồi, Hiển thì xe rồi. Làm nghề tester nào thì bây giờ cũng phải công nghệ thôi. Ví dụ như anh, mà hình thấy đúng không? Anh tới 3 cái tool lần. Một cái chat CPT, một cái chat AI Google, và thậm chí anh chơi thêm Copilot nữa. Là nên bây giờ hả? không có thậm, có thể là một mình có thể làm được 3-4 đầu tác việc luôn. Và có nhiều thứ á, ngày xưa á, mình không biết xài vận dụng AI nha. Và bây giờ chính thằng AI nó hỗ trợ cho mình khá nhiều. Ví dụ nè, anh đang làm về Excel đi, có một số thứ gì liên quan tới công tool tiết nhập vô, nó trả lời. Rồi ví dụ như là nội dung so sánh, nó trả lời hết mọi thứ, em muốn cái gì cũng làm được. Nên khi mà làm sau này phân tích tài liệu á, thắc mắc, hiểu rõ được cái ý đồ của BA muốn gì, và mình truy vết được cái nguồn gốc của cái data đó tính toán thế nào, không hiểu rồi ráp lên cái xe đúng không, lần chat CPT hỏi ra hết. Thậm chí này là nó cho luôn cả cái công thức luôn nè, đó Excel gì tuột tuột, mình hiểu được cơ bản basic về Excel đúng không, lấy vô bác vô, giống như một ví dụ. Cái này là tài liệu đây thôi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì lớn đó. Đây là một cái bộ công thức mà tự bản thân anh làm, dựa vô cái tài liệu mô tả. Nó sẽ bao gồm nhiều thứ, ví dụ như là có câu query, nó sẽ ra được cái số data. Sau đó mình sẽ ráp vô từng cái công thức nè, cộng trừ nhân chia, rồi tính toán số if, rồi max, rồi round up, trả lại một me trong đó đó, để ra được một cái con số này thôi. Sau này mọi người sẽ được học về tester, về data engineer cực kỳ khiếp. Thôi đi tiếp, đi tiếp. Xe chơi chơi thôi. Đâu còn ai chơi. Có một câu kia vui kìa. Có thằng nào nó làm tốt quá, xong rồi nó cảm thấy mấy ông mau member cùi quá kìa. Đâu Phạm thì Dung gì đó, kéo lên từ dưới cuối, kéo lên thêm khoảng mấy dòng mà thấy à, lại có nghĩa là nó làm tốt, nó bút rồi xét nhanh quá. Câu đó được, câu đó hay á. Rồi Phạm Thị Thùy Dung, khi mình mới join project, làm sao để mình không quá nhanh nhẹn push project của project quá lẹ, ảnh hưởng all member. Rồi người ngoài người ta gọi cái câu gì, ở trong chăn mới biết chăn có rợn. Cái câu đó nó chuẩn lắm. Khi mà mình hòa nhập với một môi trường nào đó thì chính mình đã sống trong một con sâu lầm rầu nội căn rồi, mình cũng không có né được. Nếu mà mình giỏi thì mình hãy lấy cái đó làm cái knock và cái schedule task trong qua mỗi thời gian mà khi mà mình release một tính năng nào đó hay là mình boost, thì hãy cân nhắc là nó có tác động lên những thành viên khác hay không, nó tác động nhiều hay không. Nếu mà nhiều, mình sẽ rơi vô thế gọi là mình sẽ dễ bị cô lập, tại vì người ta sẽ ngại giao tác cho mình, tại vì mình làm lẹ quá mấy người khác làm không kịp. Đó là một quy trình về một số cái điều xấu của những công ty liên quan tới làm cho outsource của nhà nước, tại vì nhà nước nó đòi hỏi rất là mất thời gian về quy trình, thậm chí là có hôm từ sáng đến chiều không có tác gì để làm luôn, và cũng không có gì làm, phải chờ để được ký duyệt. Chúng ta hiểu là làm với lại nhà nước là cái việc mà làm quy trình cực kỳ mất thời gian, mà giờ đang đó chúng ta ngồi chơi không á. Để giải quyết bài toán này có ba cách. Thứ nhất,
Hãy luôn giữ vững mình là một người có năng lực trong công việc và mình luôn cam kết đúng deadline và đúng chất lượng của sản phẩm. Đó là cái người ta sẽ phải respect mình, là họ luôn phải áp lực với mình là em cam kết, em nói được, em làm được. Thì đó là yếu tố tiên quyết. Yếu tố thứ hai, khi mình làm xong, không cần phải thể hiện, nhưng mà mình sẽ trao đổi với sếp là task này em làm xong rồi, mình có cần, hiện tại team có cần support gì hay không? Không cần phải nói chuyện lại member, tại vì cái người mà đi đánh giá năng lực của mình, đó là người leader trực tiếp quản lý mình. Và nếu mà leader họ không quản lý được, họ không, thì họ phải trao đổi với lại cấp trên hơn nữa là bạn này đang làm tốt và có thể giao cho bạn một cái task nào mà mình cần nghiên cứu hay không hay gì đó. Có cơ hội mình cứ nhận thôi, mình đâu sợ. Tại vì càng nhận được nhiều thì chứng tỏ là người ta đang tôn trọng mình. Các leader càng tôn trọng mình, tại vì họ đã biết là cái năng lực của mình như thế nào, họ giao cho mình cái khó hơn. Chẳng lẽ vì cuộc đời em tối ngày em đi làm test UI, UX hay là em đi test mấy cái thứ mà em làm 1-2 năm trời cũng vậy, em phải được giao những cái dù test sâu hơn, dù test API, rồi thậm chí là giao cho mình nắm luôn hẳn một cái project, tại vì mình có năng lực làm việc. Đó, như câu em đang nói, em có thằng push process của mình đi lẹ hơn, ảnh hưởng old member cũ. Thì tại sao mình phải cố gắng hòa nhập lại những bạn old member mà nó không có mang lại cái khả năng thăng tiến cho mình? Mình trở về cấp cao hơn để năng lực mình nó đẩy lẹ hơn. Cái này được nè, tôi đồng ý nha. Nhưng mà cũng có nhiều cách. Ý là cái ông Hưng tôi thấy ok rồi nè. Nhưng mà em có thể thí dụ như nãy như ấy đó, thay vì em phải kìm lại đúng không? Em cũng có thể học, hoặc em tự cái thời gian em có thể học ra thêm nhiều thứ mà, tìm hiểu, hoặc như anh nói đó. Em qua em hỏi thằng Dev về mấy cái API hoặc là gì đó để em học query để em xin được, em đào sâu vô. Đúng rồi. Còn nếu mà được nữa em tự em học auto. Thực ra cái khoảng thời gian mà cái thời gian em boost lên đó đúng không, thì em cũng có thể tách ra thêm. Ví dụ em làm cái task đó tuần mà em làm 3 ngày xong còn 2 ngày đúng không, em cũng có thể tự giảm lên một chút, em để một ngày em học cái gì đó rồi một ngày em báo vẫn được mà. Hoặc là thực ra em, nếu câu em làm nhanh gì, thực ra cũng không nhất thiết em phải báo liền đâu, em cũng có thể regression test lại những cái tính năng khác mà. Giống như anh nói là em tự tạo giá trị, vậy em cũng có thể tự regression test những cái tính năng xung quanh liên quan ABCD, vậy lỡ em tìm ra được bất sao, rồi em update lại tiết cây, tài liệu, data, vân vân, nhiều thứ mà. Anh không nghĩ là thì em bút quá nhanh như vậy, có nhiều lúc cũng chưa chắc là tốt nha. Có nghĩa là mình làm nếu em đúng đủ ok, nhưng mà thật sự em có bao giờ em nhìn nhận lại là em còn làm những cái thứ khác nữa không? Hiểu không? Thí dụ như nếu em làm nhanh mà em làm đúng, thí dụ ông cho em login thành công, em báo báo, thì thực chất nó đâu có đủ. Mặc dù em nhanh nha, nhưng mà rõ ràng còn những cái thứ xung quanh sao, em có test lại không? Ví dụ như em login thành công nhưng mà em có test lại cái phần đăng ký không? Nó cũng dính tới phần login vậy. Thì vậy em có làm những cái cây đó hay không? Chừng nào mà em làm được những cây liên quan, em update lại test cây, em review lại test cây, chắc gì test cây của em viết ổn. Em có bao giờ em test xong em có nhìn nhận lại cái bản thân mình là em viết test cây, em đọc lại em hiểu không? Hoặc em đưa cho một người khác đọc lại người ta hiểu không? Rồi em có tự sửa lại những cái test cây đó. Nếu như em những mọi thứ đó đều ổn, ok hết mọi thứ nó mà tốc độ của em vẫn làm nhanh, đó, lúc đó làm theo như các em Hương nói tiếp nữa cũng rất là hay. Nhưng mà em thử coi lại xem. Cứ còn mà thật ra cái nghề mà em đòi em đi theo mấy người đó chi cho mất công. Tại vì cuối cùng thật ra cái nghề của mình rất là ngắn. Em làm nhanh thì em mới học nhiều, em mới được nhiều thứ, em trải nghiệm, em ấy hơn chứ. Để bản thân mình có giá trị thì lúc đó việc tăng lương hay gì nó mới nhanh chứ. Chứ em đi theo đó là cuối cùng em bằng người ta, xong tới lúc mà review lương nha, thằng kia nó cũng nói, ủa thằng này nó cũng bằng tao, tao cũng bằng nó. Tại sao tăng tao mà không tăng nó? Còn nếu em làm thường xuyên nhanh, tốc độ cao, mọi thứ ok hết, có phải đó là bằng chứng để sau này em review lương không? Em có thể chứng minh đàng hoàng, thiếp giao tôi làm trong 5 ngày mà tôi làm 3 ngày xong rồi, 2 ngày đó tôi làm cái khác, có phải công việc của tôi đang ít thai không?
ông sếp ông đều nhìn thấy hết á. Lúc đó thật ra em chỉ cần chứng minh như vậy thì khi em điêu lương rất là cao, em tự tin, ông sếp ông cũng thấy cái khả năng đó nữa. Hoặc là bên khác, còn cái chuyện mà old member hay gì đó, thật ra cũng một phần cũng được. Tại vì trong giao tiếp thì dĩ nhiên em có thể, nhưng mà đừng có chậm quá, có nghĩa là đừng có giảm cái khả năng của mình. Giống như anh nói vậy, thay vì 5 ngày em làm 3 ngày thôi, một ngày em có thể review lại tài liệu, document, update test case, regression test ví dụ vậy, rồi một ngày em báo bát. Nó cũng là một cái giá trị cho em mà. Lỡ đâu cái em tìm, em regression test, cái em tìm ra được bức gì đó rồi sao? Lúc đó giá trị của em có phải là nâng lên thêm không? Thay vì mà em ngồi em báo. Nên mọi người phải coi lại cái chỗ đó nha. Mình làm xong nhanh, nhưng mà có bao giờ coi lại những cái cũ hay không nha. Cẩn thận cái cây đó. Tại vì thường outsource, anh thấy cái outsource như vậy nè. Cho sao làm vậy? Chứ chưa bao giờ coi lại mấy cái ấy nha. Giống như trong tài liệu vậy, giống như hồi nãy nói vậy, viết BI, BI nó viết sao ra, cứ làm theo đúng y chang vậy là được, ok. Nhưng mà bao giờ bọn em có coi lại cái chất lượng của đó có thật sự đảm bảo không? Em test đủ hết chưa? Tài liệu em up hết chưa? Em sửa lại test case người ta đọc hiểu chưa? Đó, nhìn lại cái vấn đề đó trước đi, nó hay hơn. Tự mình làm bản thân mình củng cố hơn, giỏi hơn, tốt hơn. Đó. Rồi. Rồi. Câu cuối. Còn 5 phút nữa mình nghe. Nghĩ. Ừ. Nói gì còn mọi người có thắc mắc thì Pia bạn làm một cái đợt với Pina tiếp tục. Trả lời những câu hỏi cần đấy. Hiền đặt câu hỏi là em đang làm manual về e-com, em học thêm auto. Trong project đó em có viết về end-to-end testing cho bên auto chạy và em thử sức viết script theo trên project. Cũng giống vậy thôi. Nhưng khi em đúng theo auto team thì bạn làm được. Trời, cái câu này cũng hơi khó đó. Chưa biết trả lời sao. Là sao, từ từ để tôi đọc cái này tôi có thể trả lời được này. Đây nè. Ý là con bé nó đang làm manual nhưng mà học thêm auto, rồi trong đó nó đã viết thử và nó hỏi cái team auto kia, đúng không? Ừ. Nhưng khi em tham khảo auto team thì được bạn làm bên tôi nói là kiểu đòi hỏi nhiều kỹ năng. Ý là chê con này đúng không? Chê con bé đúng không? Thì ai mà từ manual mà sang auto mà không bị chê. Định hướng cho em. Nè, đầu tiên nè, anh định hướng này được cho em là tại vì bản thân anh đã trải qua cái này được nè. Đầu tiên, cái thằng kia nó nói gì kệ nó, em đừng quan tâm. Thứ nhất nè, em đã làm manual rồi đúng không? Về e-commerce rồi. Em có bao giờ ứng dụng cái auto em đang viết á? Vô cái đó chưa? Chạy chưa? Đừng có quan tâm thằng kia nha. Quan trọng là em ứng dụng vô trước cái dự án của em. Em chạy được chưa? Chạy dạ, được bao nhiêu? Em có viết skip của các cây của end-to-end. Em đã viết test cây cho bên auto ấy. Thì có chạy được rồi anh ạ. Và có lúc, nghĩ là có lúc hẳn hoi. Bao nhiêu cây? Anh nói ví dụ như tại thời điểm này nè, em đã viết được bao nhiêu cây trên tổng số cái test cây manual? Em thử đếm rồi chứ. Tổng số cây manual thì nhiều lắm ạ. Ý là em chỉ viết tổng số test cây end-to-end thôi ạ. Thì có nghĩa là em phải tổng thử đi, em coi thử là bây giờ em viết ra được bao nhiêu cây auto so với tên manual. Hiểu không? Em viết được cái tỷ lệ. Vậy là giỏi. Nào, đầu tiên em phải hiểu một câu vậy nè. Viết auto 1/3 là rất là nhiều cho một dự án. Dĩ nhiên có thể nha. Cái rip của em viết nó còn đòi hỏi có viết rambler hay không, là có tái sử dụng lại được hay không, là có sử dụng rất là nhiều thứ hay không, thì anh chưa nói tới gì đó đúng không? Chỉ nói về chạy thôi là các em đã tạo được giá trị rồi. Mà tạo được giá trị rồi á, thì thứ nhất em đã biết viết thì em đi qua rất là dễ. Tại vì sao? Thật ra cái auto nó không phải như dev. Nó khác nha. Dev làm ra sản phẩm nó khó hơn, chứ còn auto thì thực ra mọi người thấy auto đơn đa phần nha. Nhập, list, verify, đúng không? Get test ra, so sánh kết quả, đúng không? Đâu có nhiều đâu. Chỉ có khó nữa là các bạn viết thêm mấy cái hàm query với DB rồi móc lên rồi này nọ, thì cái đó hơi phức tạp phía sau thì anh không nói tới. Nhưng mà cái cỡ em đã viết được end to end, em verify được rồi thì em đi qua rất là dễ, anh thấy là rất là dễ.
Giờ chỉ có cái nữa là bây giờ em, anh không biết em viết theo cái hướng nào, viết theo kiểu hướng chay, có nghĩa là nhào vô viết hàm luôn, miễn nó chạy ra được, chứ nó không có kiểu build một framework rồi có những cái hàm custom hay là bay object model hay gì đó thì anh không biết. Em hiểu ý anh nói không? Còn nếu như em đã viết được hơn 1 phần 3 test case thì có nghĩa là khi em qua bên auto nữa rất là dễ. Anh thấy nó dễ tại em viết được tới mức độ mà 1 phần 3 test case của dự án ecommerce thì chứng tỏ là em đã viết rất là nhiều rồi. Còn kỹ năng thì ai cũng vậy thôi, ban đầu làm gì có kỹ năng thì phải học từ từ, rồi trong quá trình ứng dụng vô dự án thì em sẽ lên thôi. Còn cái chuyện đó mình có thể học thêm, hoặc em có thể học thêm một khóa ở đâu đó để nâng cao thêm cái khả năng của mình, hoặc lên nghiên cứu gì đó rồi review lại cái test trip của mình là cần như thế nào ABCD. Chứ anh thấy tới thời điểm bây giờ em xin vô ít nhất em cũng nằm ở khoảng có 1 năm kinh nghiệm rồi đó, đúng không? Tại vì em viết được 1/3 test case của auto so với manual là cũng nhiều lắm, không biết đâu nha, hiểu không? Hiểu không? Nên nên anh nghĩ định hướng nếu thực sự em mà muốn sang auto thì em cứ xin, không có ảnh hưởng gì mà sợ hết. Trong quá trình đó em có thể học thêm một cái khóa auto nào đó nâng cao lên hơn, thay vì đừng có học khóa basic, tại vì khóa basic thực ra em viết xong hết rồi. Em nên kiếm một cái khóa nào mà nâng cao á. Dạ vâng ạ. À, rồi rồi trong quá trình đó em có thể nghiên cứu thêm, ví dụ như có bay object model nè, làm ra những cái hàm common ví dụ vậy đó, em có biết mấy cái đó Dạ em biết ạ. không? Ừ, ô vậy quá tốt. Ô, em biết được tới mức độ đó là gần như là ngon lắm rồi đó, là có nghĩa là từ đó em có thể ngang qua rất là bình thường. Vậy tầm tầm của em là cũng khoảng 1 năm kinh nghiệm rồi đó, là có nghĩa là em đi lên được rồi đó. Còn còn mấy thanh niên kia là do mấy thanh niên kia cảm giác ảo tưởng rồi, hoặc là làm lâu hoặc là giỏi quá ấy thôi. Còn mình cỡ đó là em xin vô, em đâu có xin vô cái chất senior đâu mà em sợ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Em băn khoăn là em xin sang ngang. Anh thấy nếu em đã viết được cỡ đó rồi, sang ngang thật ra rất là dễ, chỉ là cái thằng đó nó có chen cho em về cái project, cái cách của cái team auto đó viết hay không. Em hiểu được cái cấu trúc viết thì thật ra viết rất là dễ. Anh bảo đảm em viết gì mấy ổng cũng viết rồi, mấy ổng cũng lấy những cái ít bắt ở trên giao diện hay gì đó rồi mấy ổng cũng verify thôi, chứ mấy ổng có làm gì đâu. Chỉ là cái framework của cái team đó nó có phức tạp hay không, rồi em cần phải có người chỉ và thời gian để em học thôi, chứ thật ra nó cũng không có mức độ quá khó. Nếu em đã học được, em đã làm được tới 1/3 auto rồi thì anh thấy em qua rất là dễ. Rồi xong rồi. Ai muốn góp ý gì có thể góp thêm. Không, như là đủ rồi, thời gian có hạn, còn Ừ. muốn làm tiếp thì mình sẽ có thêm vài buổi nữa để làm nhiều chủ đề khác. À, mình còn sót câu hỏi nào không à, nên Còn như còn hiện một tại câu. thì hết rồi, còn của Ngọc Vân, nhưng mà cái này thì này dễ rồi, cái này để trả lời riêng với bạn. Ừ. Tính toán mấy chiếc đô la quality web, trời ơi khiếp, tao đang xem còn cái file Em theo như đủ rồi đó. đâu. Càng nói càng nhiều, nhiều lắm. Ừ. Chiếm cửa nào Nhiều quá giờ, tài cũng liệu nhiều quá giờ không trai nhớ. được. À, Ừ. Mà thực ra sau này mấy cái ma chích đồ, thực ra sau này Không không ờ con có xài nhiều đâu, giờ lên AI nó ừ. trả lời hết rồi. À, rồi đo lường thật ra đo xong mà cũng không ai mà ngồi rảnh thời gian đâu mà ngồi ấy thiệt luôn á, cái càng làm tắt cái chạy chết bà luôn mà lo lúc đó cho nó xong cho kịp ai thôi chứ lúc Giữa mà tutorial nó cũng share cho một cái file về Matrix nè, ai ý sách truyện là xe, mà thật ra chạy cũng không có gì tác mà dụng. còn chưa muốn kịp nữa biết Tác cũng kịp ừ. project Đúng à, chạy cắm đầu cả ngày luôn còn chưa xong đó. Ngồi đo lường cái này thiệt. ai thích truyện xe mấy cái này thôi easy nè, cái bài mấy bữa bia xe nè, có cả bài quyết định tùm lum là thích gì xe hết. Tại mấy này Ừ. không có nhiều cơ hội để được đụng nhiều đâu, vô làm từ sáng tới chiều tối cắm mặt 8 tiếng test không kịp. À. Sorry. Còn chưa ai nữa là test cây các Ừ. bạn nhiều lúc anh nói thiệt nha,
Mọi người có bao giờ tự review lại test cây của mình đã viết sau một thời gian không, rồi các bạn reset? Có một cái nè, sẵn anh chia sẻ luôn, anh không biết mọi người sao nha, nhưng mà thực ra cái test cây nó rất là hay nha, nhưng mà các bạn phải sau một thời gian các bạn quay lại á, các bạn quay lại các bạn reset, chứ cái kiểu mà các bạn không nhớ là mình viết á, rồi các bạn đứng tên một cái vị trí là người mà mới vô đọc á, nếu các bạn làm được á, các bạn review thử test cây đi, các bạn sẽ bỡ ngỡ ra, ủa cái thằng hồi xưa nó viết cái cây đó nó viết hay như vậy sao, nó hiểu ra được nhiều quá mà những con nhân. Ừ, mọi người thử nha, mọi người thử cái cây đó đi. Anh lâu lâu anh hay reset bản thân anh lại, reset suy nghĩ của anh lại, anh review lại tết cây. Anh luôn bỡ ngỡ là hồi xưa anh sao anh có thể viết được cái tết cây như vậy, anh viết ngu như vậy luôn. Thật sự nó lủng tùm lum hết á, tết cây á nó lủng tùm lum hết luôn. Tại cái lúc mà mình viết là lúc đó mình hiểu, mình biết, mình viết vô à, mình nghĩ là nó phải như vậy vậy vậy, nhưng mà thực chất ra lúc mà đọc lại á mình không nhớ, hoặc là mình sai, hoặc là mình lủng. Anh bị hoài luôn. Mà nhờ anh review như vậy nha, mà sau này cái khả năng phản ứng của anh rất là cao. Như một cái chia sẻ luôn là hiện tại trong team anh cũng, thật ra anh không cần viết nữa, anh không cần làm gì nữa, nhưng mà mỗi lần các bạn nó hỏi nha, cái đầu anh nhảy số rất là nhanh. Do anh ngồi anh review cái đó nhiều lắm rồi, trong khoảng thời gian dài luôn, là anh tự anh sửa, anh sai, anh sửa, anh sai, anh sửa. Riêng hồi anh, cái khả năng của anh càng ngày nó càng nâng lên, nên các bạn nó chỉ cần hỏi là anh nhìn vô anh biết được cái chỗ đó cần cái gì, và anh chỉ cho các bạn đó là à mày phải làm cái gì này, là chỉnh sao cho nó hợp lý nè. À, rồi xong, anh chỉ nói thêm cái tip đó cho mọi người có thể tự thử rồi cho một cái phản hồi. À, đó như bạn Việt Mai nè, em từng review tích cây hồi mới vô thấy thiếu cây quá trời đó, cũng giống như cái bạn hồi nãy làm quá nhanh á, cái làm ao sụt quá nhanh á, thật ra nhiều lúc là ao sụt nó kiểu mà tao đốc của mình sao mày cứ làm y chang vậy á, mà không có nhiều chi tiết vô thêm á, đào sâu vô, nên nhiều lúc bạn nó có thể làm nhanh nhưng mà qua những cái công ty khác chưa chắc làm nhanh. Rồi xong tiếp. Rồi nói chứ thời gian cũng có hạn mà tối rồi, còn muốn làm thì mình sẽ làm thêm nhiều buổi khác, mà phải tìm chủ đề đã. Mọi người thích chia sẻ về chủ đề nào thì có thể chat trong group Mano Testing Zalo hoặc là Telegram á, rồi bia bạn sắp xếp thời gian rồi đi làm webinar thôi. Thực ra những cái này là cũng không giúp cho mọi người sẽ giỏi hơn gì đâu, nhưng mà sẽ chỉ cho các bạn biết là những cái tip, những cái làm sao mà mình luôn tương tác được với đồng đội mình một cách hiệu quả nhất và không bị bỏ rơi trong một cái cuộc chơi nào hết, trừ phi là mình quyết định mình nghỉ việc thôi, chứ chắc ho trong quá trình mình làm là không ai bỏ rơi mình được, tại vì mình luôn là một cái cầu nối cực kỳ quan trọng trong một cái dự án. Tester thực ra cũng có cái vai trò rất là quan trọng. Chúng ta có thể hiểu ví dụ như là mình xây nhà đi, mình xây được một cái nhà không phải là dễ, từng vai trò đều có một cái giá trị. Ví dụ như là BA và design, BA là người thiết kế ra từng cái tầng, từng cái phòng ngủ cho mình, và design sẽ là thiết kế cái màu sắc hài hòa cho cái phòng của mình. Còn cái đội dev là cái đội họ xây những cái cục gạch đó lên để ra được cái nền của cái nhà. Còn QA hay là tester, họ là những cái người dán mấy cái miếng keo á, hoặc là chét sơ chét vô những cái tường á, làm sao cho nó có sự kết dính. Ai cũng đều có một vai trò chuẩn hết, nên khi mà gọi là bẻ logic hay là bẻ một cái bức tường á, mỗi người đều không thể nào rời bỏ được, ai cũng đều có một giá trị và trách nhiệm cực kỳ cao cả trong một cái dự án. Rồi cũng trễ rồi, anh hãy cho hai con bé, hai đứa nhỏ đi ngủ nữa. Hy vọng là sẽ có những cái buổi khác để được chia sẻ với mọi người. Hôm nay cũng may mắn thôi, may mắn là do là bia bằng bận cái lần sharing, mà thật ra cũng chưa chuẩn bị được kỹ cái file, may là không có bị sót gì hết. Cảm ơn mọi người đã cảm ơn mọi người ngồi tới bây giờ để lắng nghe, rồi cũng được chia sẻ, rồi góp ý, rồi những cái tương tác của mọi người là những cái mà
mình cũng học từ đó ra để mình trau dồi chính bản thân mình. Thì hy vọng là các buổi webinar tới thì các bạn cũng sẽ tham gia đông đủ và có những cái câu hỏi để giúp cho mọi người cùng phát triển. Tại vì khi mà một người phát triển thì những người khác cũng sẽ dựa trên cái sự tôn trọng đó và họ cũng sẽ phát triển theo. Mình giỏi tự nhiên mình sẽ bắt được một người nào giỏi đó đi theo để mình phát triển theo. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Bye bye. Dạ, bye. Cảm ơn anh Hưng, cảm ơn anh Bia rất nhiều. Cảm ơn mọi người luôn nha. Bye mọi người. Dạ, bye mọi người.